đùi gà chiên xù, dinner. Đây là thịt gà xay nhuyễn với lại format bên trong nhé. Đó, mọi người nhìn format chảy ra chưa? Đó. Và sườn non nướng. À, sườn non thì mày ướp với nệ sốt Hàn Quốc nhé. Sốt cay đó, cực kỳ ngon. Nhảm nhem. Mời mọi người ra bàn với gia đình Mai nhé. Chào cả nhà. Hôm nay Mai sẽ chia sẻ với mọi người một món rất là đơn giản. Đó là cái món này là bọn trẻ nhà Mai cực kỳ thích. Cho nên là con trai Mai thì lúc nào thấy Mai quay video đó thì cũng lé như là lé hủi đó. Nhưng mà riêng cái món này con rất là thích. Và con bảo là chứ mẹ, nếu mẹ làm món này cho con nhé, con sẽ chịu ngồi ở trước camera xem cho mẹ quay. Ok, hôm nay Mai sẽ chia sẻ cho mọi người một món gà chiên xù và sườn non nướng. Xem Mai chuẩn bị thế nào nhé. Ok, xin bắt đi. Chào cả nhà. Hôm nay Mai sẽ vào bếp làm cho tất cả các con Mai món chiên và món quay. Các con cứ muốn ăn phải chiên giòn sụn sụn lên á. Thì hôm nay Mai sẽ làm, đây là món sườn non cho hai vợ chồng Mai. Còn đây là cho các con. Thì Mai có chuẩn bị trứng này, rất đơn giản. Bột mì, bột ngô và khiên này để làm chiên xù đó, làm giòn. Bây giờ mình cùng chuẩn bị nhé. Gà rửa sạch, thấm khô. Xong bây giờ mình cứa ra như này. Đó, mọi người thấy không? Để tí nữa nó sẽ ngấm muối, ngấm những cái gia vị mình ướp á. Hành tỏi Mai băm nhuyễn ra. Đây là một cục bột nêm. Đó. Bây giờ ta ướp gà nhé. Đổ gà vào đây. Mình cho bột nêm vào. Cho thêm chút bột nêm vào. Rồi. Sau đó ta cho tiêu vào. Bóp đều lên. Cho hành mùi vào. Đó. Bóp đều như vậy đó. Sau đó là ta sẽ để ra đây. Trong vòng 30 phút. Cho nó ngấm gia vị. Rồi. Mọi người thấy nó sườn ngon không? Đó, sườn ngon. Ta ướp. Mình cho hết hành mùi vào. Tất nhiên là có tiêu rồi. Sa tế vào cho nó cay. Sau đó là Mai cho một ít sốt barbecue của Hàn Quốc vào, nó cũng cay nữa. Mai lấy một chút sa tế thôi, tại vì ông xã không ăn được cay. Barbecue Hàn Quốc vào, tại vì cái sốt này nó cay nữa. Nhìn vậy thôi. Mọi người thấy ướp chưa? Bột nêm, hành mùi, một chút sa tế và sốt barbecue cay của Hàn Quốc. Còn đây là gà Mai chỉ có ướp hành tỏi, tiêu với lại bột nêm thôi nhé. Khi sườn ướp được 20 phút thì bây giờ Mai cho vào lò nướng ở 180 độ C. Tại vì cái sườn nó mỏng nên Mai ướp, Mai nướng lửa nhỏ thôi. Bây giờ thì Mai chuẩn bị cho bột để ướp thịt gà để chiên. Đây là Mai cho bột mì nhá. Tại vì cái này mọi người thì Mai cần không cần phải cho theo tiêu chuẩn. Mai đổ vào đây xong tí Mai lăn đấy mà. Thừa thì mình bỏ đi. Cho ít quá thì cũng không đủ. Đó, sau đó Mai cho một ít bột ngô vào. Mai thích bột ngô cho nó nhẹ, mới có độ dính cao. Đó. Bây giờ Mai đập trứng vào.
bột chiên xù. Đó, mình đã chiên xù rồi đây. Làm nóng chảo. Sau đó mình cho dầu vào. Mọi người hãy kiểm tra dầu nóng bằng cách là cho đũa vào. Mai nghĩ là đủ nóng rồi đó. Sau đó là mình ướp nhá. Mình lấy đùi gà này thấm bột trước. Sau đó mình chấm vào trứng. Và cuối cùng mình lăn bột lở. Đấy, cho vào xong khi nào vàng thì mình rửa lại anh. Ngon rồi. Đây là vẫn chưa được. Cái đầu tiên thì vàng thôi. Thì chiên vàng thế này đó thì mình sẽ gắp ra một cái đĩa này. Một cái khay. Có giấy thế này. Để nó thấm dầu đó. Và bây giờ ta cho này vào. Cho nhanh. Cái này thì làm nhanh thôi, nó đã chín sẵn rồi. Cho mình chỉ cần cho nó giòn cái vỏ là xong thôi. Sườn nướng đã xong rồi. Ngon không cả nhà? Khi những cái donuts này đấy nó chín vàng như này đấy thì mình sẽ cho ra. Đấy, mọi người biết cái này là cái gì không? Đây là thịt gà người ta xay nhuyễn, không người ta mới cho cả format ở bên trong nữa. Đó, bây giờ mình chiên lên nó phồng lên như là vậy. Để cho nó ráo dầu. Mọi người nhìn format chưa? Đấy. Format nó chảy ra đấy. Ngon lắm. Louis, tu vas en écouteur pour faire le bruit? Non, non, c'est bien en fait. Fait un an après, le micro il est là. Attends, moi aussi. Il y a les rides de pain. Oh, si, ça, ça. Là, tu vois le bruit, pourquoi tu vois ça? Attends. Non, je commence par ça. Pas tenir ça, ça. Papa, c'est un peu trop bon. Mời cả nhà nhé. Mọi người đừng nghĩ là chỉ có cái này mà vẫn có rau xanh bình thường. Đó. Sườn non nướng ngon chưa? Bon appétit. Chúc mọi người ngon miệng. Silence. Để mọi người nghe nó giòn tan nhé. Ăn món này phải ăn bằng tay mới ngon. Đi đi ông mang riêng làm ăn thì may là thôi.
Ba mẹ con ăn bốc. Ba bán. Ba ăn bằng rau chiên này. Kêu keng 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 keng. Sốt cay Hàn Quốc. Có phô mát ở bên trong. Xương non nướng, sốt cay Hàn Quốc. Sốt cay của Hàn Quốc. Mua một thùng mì á, chỉ thích cái sốt của nó thôi. Cho xin lỗi. Sườn non nướng.
xong rồi, mà ăn tráng miệng. Ông xã của em có thể tắt đi không? Thôi anh đợi thêm một tí nữa, trẻ con ăn xong mình tắt. Tại vì hôm nay ăn không ai nói chuyện mà. Mange des haricots verts, s'il te plaît. Ça fait une fois pour l'enfant. Comme ça. Comme ça. Si j'avais des écouteurs. Oui, comme ça on entend bien. On aura essayé l'ASMR. Maintenant, vous pouvez parler. Thôi bây giờ mà để các con có nói chuyện thoải mái đi. Tại vì từ đầu giờ đến giờ là silence, có nghĩa là im lặng để nghe cái tiếng giòn của cái đùi gà trên xù với lại cái món donuts kia. Bây giờ thì còn có thể nói chuyện thoải mái rồi. Ngon không? Ngon. Ngon, con trai bảo ngon. Vous allez prendre du poulet? Oui. Ça cale déjà, oui? Je vais mettre ici. Con trai không ăn được nữa rồi. Đây là cái món con cực kỳ yêu thích và hỏi mẹ nhiều. Tại vì bọn trẻ rất thích ăn đồ fast food đó, đồ ăn nhanh đấy. Giống như kiểu là KFC hay là McDonald's. Nhưng mà Mai thì Mai không phải thích. Thôi, một năm cũng chỉ làm cho con ăn một hai lần thôi. Rester à la maison. Hả? Gì vậy? Con trai ăn xong rồi, ngớn không ăn được nữa rồi. Còn có một cái kẹo chân đùi với này một cái donut nữa là xong rồi. Mình thích ăn lắm, trước này hỏi mẹ. Đi kia nào, cô đi ô qua chút nữa không? Anh ăn xong rồi anh đi đồ để tráng miệng anh ăn. Ê em ơi, đi con đi. Con chào các cô chú. Con chào các cô chú. Con cảm ơn mọi người. Con cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người ạ. Cảm ơn mọi người đã xem đến giây phút này. Bây giờ thì Mai xin dừng lại tại vì là để ăn cùng gia đình còn nói chuyện nữa mà. Nếu mọi người yêu thích những cái video của Mai đó thì hãy like, comment và đăng ký ủng hộ kênh của Mai nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye. Bye bye.